kính chào quý vị và các bạn đã đến với phần điểm báo online ngày 10 tháng 8 năm 2017. Hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Tài nguyên đề xuất dùng bùn nạo vét Vĩnh Tân để lấn biển. Thay vì nhấn chìm 1 triệu mét khối chất nạo vét xuống biển, Bộ Tài nguyên đề xuất phương án đổ vào khu vực cảng tổng hợp Vĩnh Tân. Nguồn tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bộ đã trình Thủ tướng phương án sử dụng gần 1 triệu mét khối vật chất nạo vét của công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực Vĩnh Tân 1 đổ vào khu vực thuộc dự án cảng tổng hợp Vĩnh Tân. Đây cũng là đề xuất của tỉnh Bình Thuận, thông tin trên VN Express. Bộ Xây dựng cấm việc lấy đất lúa làm sân golf tại Bắc Giang. Bộ Xây dựng đề nghị việc triển khai bổ sung sân golf Việt Yên tại xã Trung Sơn và xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang phải đáp ứng các điều kiện như là phù hợp với quy hoạch xây dựng, đô thị trên địa bàn, không lấy đất trồng lúa hai vụ, đất di tích tôn giáo, đất dân cư, làng xóm lâu đời để làm sân golf, Tiền Phong đưa tin. Tuyên án vụ Đồng Tâm, án cao nhất 6,5 năm tù. Chiều ngày 9 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã tuyên án đối với 14 bị cáo là cựu cán bộ xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức do liên quan đến việc cấp, giao, bán đất trái pháp luật tại xã Đồng Tâm. Theo đó, mức án cao nhất là 6 năm 6 tháng tù thuộc về bị cáo Trường. 3 bị cáo Bột, Sách, Tân đều hưởng án treo. Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Sacombank đút túi 30 tỷ đồng sau vụ thoái vốn tại công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài. Theo đó, Sacombank đã bán 885.376 cổ phiếu, tương đương với 10,65% vốn của Nasco vào ngày 4 tháng 8. Chốt phiên giao dịch vào ngày 3 tháng 8, giá cổ phiếu NAS đóng cửa ở mức 35.000 đồng trên một cổ phiếu. Như vậy, Sacombank thu về hơn 30 tỷ đồng. Hiện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines là cổ đông lớn nhất của Nasco với việc nắm giữ hơn 4,2 triệu cổ phiếu với tỷ lệ sở hữu 51%. Nasco cũng đồng thời là công ty con của Vietnam Airlines, thông tin trên Lao động Điện tử. Khởi tố thầy giáo dạy đạo đức dâm ô với học sinh tiểu học. Chiều ngày 9 tháng 8, Thượng tá Phạm Việt Tiến, trưởng phòng cảnh sát hình sự PC45, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Quang Trung, 48 tuổi, ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam, về tội dâm ô đối với trẻ em. Theo kết quả trưng cầu giám định cho thấy, các nạn nhân có bị xâm hại tình dục và rất hoang mang, lo sợ. Thông tin được đăng tải trên thanhniên.vn. Phóng viên báo Thanh Niên bị trọi đá ở trạm thu phí Cai Lậy. Trong lúc tác nghiệp quay hình hàng trăm xe ô tô qua trạm thu phí Cai Lậy bị tắc nghẽn, thì có một người đến cự cãi rồi bất ngờ trọi đá vào người quay phim là phóng viên Phạm Hữu, báo Thanh Niên. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Người Lao Động, người ném đá vào phóng viên Phạm Hữu là trưởng công an xã Phú An. Thông tin trên Người Lao Động. Siêu mẫu Hà Anh, tôi với chồng tiền ai người ấy giữ. Chân dài quan niệm, đối với chồng hay người thân đều chỉ chăm sóc về mặt tinh thần, tuyệt đối không chia sẻ chuyện tài chính. Cuối tháng 3 năm 2014, Hà Anh nhận lời yêu Oli sau một vài chuyện tình dang dở. Một năm sau, chàng giáo viên quốc tịch Anh ngỏ lời cầu hôn cô và tháng 7 năm 2016, họ chính thức về chung một nhà. Chân dài tự tin nắm giữ bí quyết để duy trì hạnh phúc và khiến người bạn đời không thể ngừng si mê cô. Thông tin chi tiết trên ngôi sao.net. Tổng thống Trump, kho hạt nhân của Mỹ mạnh hơn bao giờ hết. Ngày 9 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo Triều Tiên liên quan đến những vụ phóng thử tên lửa của Bình Nhưỡng. Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump nêu rõ mệnh lệnh đầu tiên của ông với tư cách Tổng thống là nâng cấp và hiện đại hóa kho hạt nhân của Mỹ. Ông tuyên bố kho hạt nhân của nước này đã mạnh hơn bao giờ hết, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ không bao giờ phải sử dụng đến sức mạnh này, thông tin trên tin tức. Triều Tiên tuyên bố hoàn tất kế hoạch bắn 4 tên lửa vào Guam trong vài ngày tới. Theo đó, Triều Tiên sẽ lên kế hoạch vào giữa tháng này để phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm trung vào đảo Guam của nước Mỹ trước khi trình lên nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hãng thông tấn KCNA dẫn tuyên bố của quân đội nước này cho biết. Triều Tiên cũng nói rằng bình luận chút lửa và thịnh nộ của Tổng thống Trump là vô nghĩa. Đất nước này tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện, thông tin trên Dân Trí. Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong phần điểm báo online ngày 10 tháng 8 năm 2017. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!